Alo, thân chào anh em, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình nha anh em. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ cái vấn đề đó là về cái mỏ hàng chì của chúng ta. Mình mới mua cái mỏ hàng chì 60W nè anh em. Thì hôm nay mình chia sẻ một cái vấn đề cho anh em nghe được biết, đó là chúng ta sẽ làm thế nào để mà chúng ta hàng chì nó được ăn. Có nhiều anh em hàng chì nó không ăn, ngay cả mình lúc đầu cũng vậy nữa. Mình hàng thì nó khó ăn lắm. Thì đây là cái mỏ hàng thường thôi, mình mua một với giá đó là 55.000. Thì khi mới mua về đó anh em đừng có đó là đừng có vội đó là hàng liền. Nói nghe mắc cười ha, mới mua về không hàng thì chứ làm gì. Đấy, thì đây là cái mỏ hàng chì nó gì nè anh em. Mỏ hàng chì này 60W, không biết thực tế nó có đủ 60W hay là không à. Rồi khi mới mua về đó thì chúng ta đó là nó như thế này nè anh em. Lấy cái cây kèm, chúng ta kiếm một cái cây kèm, đó là chúng ta điều chỉnh cho cái mỏ hàng nó hơi cong chút đi. Ta bẻ cho nó hơi cong cong gì nè, đây nó cong hơi hơi gì nè, đặng cho cái chỗ tiếp xúc này chúng ta nó dễ một chút. Đó, nó cong nhẹ nhẹ vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ đó là ghim điện vào. Đây mình ghim điện vào nè anh em. Rồi anh em đó là ghim điện chờ cho nó nóng lên. Khi mà cái mỏ hàng này nè bắt đầu nóng lên là nó sẽ có khói đi ra mấy cái lỗ nè. Lần đầu tiên làm chuyện ấy cho nên nó sẽ có khói nha anh em. Đó, sẽ có khói. Anh em đừng sợ nha, nó chắc chắn là nó sẽ không sao đâu. Rồi chúng ta gờ coi nóng không. Nó đã ấm lên rồi nè. Rồi bắt đầu chúng ta lấy một cái sợi chì, chúng ta sẽ đó là gọi là xi chì đó, chúng ta xi lên cái mỏ hàng. Kệ nó, chúng ta cứ chà đi, lấy cái nhỏ này cho nó dễ. Chúng ta chà, cái giai đoạn này rất là quan trọng nha anh em, nó sẽ quyết định cái vấn đề đó là cái mỏ hàng chúng ta nó có ăn chì hay là không. Nó nóng lên này là chúng ta cứ chà đi, chúng ta đừng có ấy tay, chúng ta vuốt. Cái giai đoạn này nó hơi lâu một tí, nhưng mà nó sẽ quyết định là cái mỏ hàng chúng ta hàng nó có ăn hay là không. Có nhiều anh em đó là mua cái mỏ hàng về, ngay cả bản thân mình cũng vậy nữa. Bây giờ nó ra khói rồi nè anh em, nó nóng ra khói rồi nè. Hàng nó sẽ không bao giờ ăn chì. Nó ra khói rồi đó. Là cái độ nóng nó đầu đó đã tăng rồi đó. Đó bây giờ chì nó là chảy rồi nè. Anh em vuốt lẹ cái giai đoạn này, vuốt lẹ nha. Vuốt lẹ chì. Đấy. Đó. Vuốt vô. Cho nó đều hết cái mũi hàng chúng ta. Đấy, anh em nhìn thấy cái mỏ hàng nè, chì nó đóng rất là nhiều lên luôn. Đấy, rồi sau đó anh em sẽ đó là nó có một cái lớp chì trên này, nó có nguyên một cái đốm nè, chúng ta sẽ vũ sạch. Cứ vũ sạch đi nha. Rồi chúng ta lại tiếp tục với là xi tiếp. Rồi chúng ta đừng vội sử dụng liền nha, chúng ta sẽ rút điện ra, lúc này nó nóng không. Anh em rút điện ra đi. Đó, rút điện ra, chờ cho nó nguội lại một tí. Chúng ta lăn vậy nè, lăn đều cái cho chì nó áo đều cái mỏ hàng.
đó. Đang làm gì? Đang cho nó có cái độ nóng nó làm quen thôi. Chứ chúng ta sử dụng là liền là cái nó làm cho cái mỏ có hàng của chúng ta bị chai á. Đó. Chúng ta cho nó dính vô đi, một lớp chì nó bám trước đi. Giống như chúng ta áo chì vậy đó. Đó, áo cho nó chắc chắn như thế này. Rồi bây giờ là nó nguội nào, anh em vẫn tiếp tục xi vô. Lúc này nó sẽ còn một cái lớp chì sình sạch thôi, nhưng mà vẫn tiếp tục xi chì vô nha anh em. Đó. Cho đến khi mà cho nó khô thôi. Thì khi đó là nó đã có một cái lớp chì ở nó dính vô cái mỏ hàng chúng ta. Chúng ta đừng có để đó là cái cây mỏ hàng chúng ta khô chì nha, nó dở lắm nha. Đó. Thì lần sau khi mà sử dụng lại đó, lần sau khi sử dụng lại mà nó nóng lên thì đã có chì sẵn rồi, nó chảy ra rồi. Anh em mình nói vậy anh em hiểu không? Nó có một cái lớp chì thế này nè. Thì khi mà chúng ta sử dụng lại thì nó đã có một cái lớp chì rồi. Mở mỏ hàng lên đó là chúng ta đó là khi mà nó nóng lên đó thì chúng ta đã có chì rồi, chúng ta thêm một miếng nữa thì chúng ta đã sử dụng được rồi. Còn nếu như chúng ta để mà khô đó ha, thì chúng ta sử dụng rất là khó luôn. Đó là kinh nghiệm xài rất là nhiều cái mỏ hàng, mình xài đâu 5-6 cái mỏ hàng à. Đấy, cái mỏ hàng nó dính chì thế này nè. Đó. Lần sau mà chúng ta sử dụng nữa thì nó ok lắm nha anh em. Rồi. Dính một cái lớp chì, anh Thanh thấy không? Rồi em thấy rõ ràng là khi nó nguội luôn, chúng ta vẫn đó là vẫn còn thấy nó bám có một lớp chì vậy nè, hoàn toàn cái mỏ hàng ta không có khô. Rồi bây giờ nếu như lần sau mình sử dụng, bây giờ mình sẽ ghim điện lại nè, mình sử dụng lại nè. Đó, lần sau mình ghim lại nè, khi nó nóng lên thì cái mỏ hàng nó đã có cái lớp chì rồi nè, thì đó là nó sẽ đó là đấy, mỏ hàng nó có lớp chì rồi. Thì mình xài đó là rất là dễ dàng thôi, không có đó, lớp chì nè, thấy không? Lớp chì nó bám vô thì lớp chì này nó chảy ra thì mình sử dụng rất là ok luôn ha. Đừng để đó cho là cái mỏ hàng chúng ta nó bị đó là khô chì nha anh em. Quan trọng là đừng để mỏ hàng nó bị khô chì. Chúng ta nghĩ sử dụng chúng ta cũng phải đó là cho nó một cái lớp chì mà nhỏ vô. Rồi. Mình chờ cho nó nóng lên rồi mình sẽ đó là hàng thử cho anh em xem. Đó, nó nóng lên lại rồi nè. Thì chúng ta hàng những cái mối hàng lớn nhỏ gì nó cũng ok cho nên nè. Có một cái lớp chì rồi, rất là dễ hàng luôn đó. Hàng khá là ngon á. Rồi như vậy là mình vừa chia sẻ với anh em cách chúng ta đó là tạo cho cái mỏ hàng chúng ta đó là như thế nào để mà hàng chì nó ăn. Bây giờ nó ăn rồi nè, đường nào nó cũng dính hết trơn á nè, chì kinh luôn á. Rồi thân chào anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong các lần đó là chia sẻ tiếp theo về những kinh nghiệm điện tử của mình nha. Bye bye.